Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng bồn cầu hợp lý, sạch sẽ và an toàn. Thì đầu tiên, ví dụ như đây là dòng cầu ngồi bệt, thì các bạn hạn chế ngồi chồm hổm nó lên nó nha. Các bạn chỉ có thể ngồi bệt lên nó. Rồi, sau khi đi và vệ sinh sạch sẽ, thì việc đầu tiên các bạn cần làm là đóng nắp nó lại. Đó. Việc đóng nắp này thứ nhất là hạn chế được tiếng ồn khi xả. Thứ hai là hạn chế cái vi khuẩn khi chúng ta xả nước bay ra ngoài. Và thứ ba là ngăn ngừa cái mùi hôi nó phát tán khỏi căn phòng. Sau khi đóng nắp thì chúng ta sẽ tiến hành nhấn xả nước. Thì các bạn chú ý nha, nếu mà tốt nhất thì các bạn sẽ dùng cái cùi ngón tay nha để nhấn. Tại vì sao? Đây là một trong những nơi mà tập trung rất nhiều vi khuẩn trong nhà tắm. Đó, trong nhà tắm và nhà vệ sinh thì các bạn nên dùng cái cùi này, chúng ta nhấn thì nó sẽ sạch sẽ và an toàn hơn, tránh được những cái bệnh về cái đường tiêu hóa. Đó. Đó, các bạn khi các bạn nhấn, các bạn sẽ tập trung các bạn nghe đó, xem có cái tiếng ào một cái không, tức là cái tiếng đó là tiếng nước đã đẩy chất thải đi hoàn toàn. Nếu mà bạn không nghe tiếng ào một cái thì khả năng cao là chất thải chưa được đẩy đi hết, chúng ta có thể phải kiểm tra và nhấn lại. Các bạn cũng chú ý nha, khi chúng ta sử dụng xong một thời gian mà chúng ta vô và chúng ta vẫn nghe thấy cái tiếng xì 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 của phao cấp nước ở bên trong nè, thì có khả năng là cái phao đó nó không khóa nước được. Đấy, dẫn đến nó sẽ nguy cơ nó sẽ bị tràn ra ngoài, và cụ thể nó sẽ tràn qua cái ống bù này. Các bạn sẽ nhìn nha, khi nào nước mà nó dâng qua cái ống bù này nè thì nguy cơ nó đã bị tràn ra và nó tụt xuống cái bồn cầu, thì cái phao đó là nó không khóa nước được. Thì các bạn chú ý chúng ta sửa chữa hoặc là thay thế cái phao đó luôn nha.